Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên VTC14. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Cháy lớn tại một cơ sở sản xuất bánh gạo trên địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhiều tài sản bị thiêu rụi. Phản ánh của khán giả Như Ngọc có số điện thoại 0978 3 số cuối 421. Tàu 3.000 tấn va chạm với cầu phao Ninh Cường ở Nam Định. Một nhân viên của đơn vị vận hành quản lý bị mất tích. Phản ánh của khán giả Minh Vũ có số điện thoại 0912 3 số cuối 950. Sau khi thắt chặt kiểm soát, phố cà phê đường tàu không còn cảnh tấp nập du khách. Phản ánh của khán giả Tuấn Anh có số điện thoại 0964 3 số cuối 598. Sản xuất vụ lúa chính trong đúng giai đoạn mùa khô, nông dân Sóc Trăng tìm biện pháp chủ động ứng phó với hạn mặn. Phản ánh của khán giả Bùi Hải Đăng có số điện thoại 0868 3 số cuối 174. Những chuyến xe đưa đón bệnh nhân đi viện hoàn toàn miễn phí tại huyện miền núi Khánh Vĩnh, Khánh Hòa. Chia sẻ của khán giả Vũ Văn Hội có số điện thoại 0904 3 số cuối 914. Sáng ngày 21 tháng 3, một đám cháy lớn đã xảy ra tại công ty sản xuất bánh kẹo ở xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Rất may vụ cháy không gây ra thiệt hại về người. Theo đó, vào khoảng 7 giờ ngày 21 tháng 3, công nhân đến làm việc tại nhà máy bánh gạo của công ty cổ phần One One miền Trung đóng trong khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô thuộc địa bàn xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, thì phát hiện lửa bùng phát ở khu vực nhà xưởng sản xuất. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Thừa Thiên Huế, công an huyện Phú Lộc, công an và chính quyền hai xã Lộc Tiến, Lộc Vĩnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tại thời điểm đó, đám cháy lan rộng trong khu vực xưởng sản xuất. Sau 2 giờ nỗ lực, lực lượng cảnh sát chữa cháy dập tắt, khống chế hoàn toàn đám cháy, sau đó tiếp tục làm nguội hiện trường nhằm ngăn chặn cháy bùng phát trở lại. Được biết, đám cháy xảy ra ở một khu vực nhà xưởng của công ty sản xuất bánh trên, diện tích khoảng 600m². Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện cơ quan công an điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy và thống kê tài sản bị thiệt hại. Mới đây, một tàu chở hàng đã va chạm với cầu phao tại cầu phao Ninh Cường, thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, khiến cho một nhân viên của đơn vị quản lý vận hành cầu rơi xuống sông Ninh Cơ mất tích. Vào khoảng 9 giờ 25 ngày 20 tháng 3, tại khu vực km 31 bờ phải sông Ninh Cơ thuộc địa phận thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa. Phương tiện bị tai nạn có ký hiệu Việt Á 999, số đăng ký HNA0282, trọng tải 3.000 tấn, do ông Trần Văn Đến, sinh năm 1983, quê tại tỉnh Nam Định điều khiển, đi từ Thượng Lưu về Hạ Lưu. Khi đến cầu phao Ninh Cường, tàu HNA0282 đã đâm va vào các bông tông của cầu. Vụ va chạm khiến cho anh Phạm Văn Hát, sinh năm 1987, quê tỉnh Lai Châu, là nhân viên hợp đồng trên xà lan điều hành cầu phao, rơi xuống sông Ninh Cơ. Do nước sông lớn nên sau khi rơi xuống sông, anh Hát đã mất tích. Cơ quan chức năng địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm người gặp nạn, khắc phục sự cố, nối lại hoạt động tại cầu phao Ninh Cường, đồng thời kiểm tra, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ va chạm. Trong thời gian chờ khắc phục sự cố, các phương tiện sẽ được phân luồng đi qua phà Đại Nội, Đò Cao và cầu Thịnh Long. Thời gian vừa qua, thực trạng khách du lịch tập trung quá nhiều tại phố đường tàu, phường Hàng Bông, phường Trần Phú, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội vẫn đang gây nhức nhối với việc đảm bảo an toàn trên hành lang đường sắt. Để ngăn chặn tình trạng này, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã huy động lực lượng chốt trực cấm toàn bộ khách và người dân chụp ảnh tham quan trên con phố này. Tuy nhiên, có một thực tế đáng buồn là khi vắng bóng lực lượng chức năng, tình trạng nhốn nháo tụ tập lại xuất hiện.
phố đường tàu ngày trước. Để tránh bất kỳ mối an nguy đến khách du lịch. Theo chỉ đạo từ Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, các lực lượng chức năng đã nhắc nhở, tuyên truyền cho các hộ kinh doanh về việc đảm bảo an toàn trên hành lang đường sắt. Theo quan sát của phóng viên, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 3, sau khi nhận được lệnh cấm khách du lịch thực hiện các hoạt động không an toàn, các chủ tiệm cà phê và người dân đã ý thức được nguy hiểm, nghiêm túc chấp hành theo quy định được đề ra. Hôm mà coi như là có lệnh trên ấy là không được cấm, không được cho những người khách du lịch vào, thì dân cũng có ý thức và chấp hành nghiêm chỉnh, là cũng tuân theo điều lệ của mọi người, nên là bảo vệ cũng đỡ vất vả hơn. Chủ ở đây họ cũng nhận thức được, ý thức là cũng cần phải là chấp hành, thì là mọi người họ cũng rất là có ý thức đấy. Đấy, nên là cháu xem mà xem đấy, hàng quán có ai đâu, rất là chấp hành. Đây, hiện tại bây giờ là đang rất chấp hành đấy, rất chấp hành ở đây, và anh là người trước đây là tất cả mọi người phải chấp hành theo lệnh của anh đấy, theo lệnh của công an phường và ủy ban nhân dân phường Điện Biên. Không còn là không khí ồn ào náo nhiệt như trước, không còn là tiếng chụp ảnh. Giờ đây, phố đường tàu chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến ảm đạm, sự tiếc nuối được hiện rõ trên mỗi gương mặt khi không còn được chụp ảnh. Hiện các chủ tiệm kinh doanh cà phê đã biết chấp hành theo chỉ thị từ phía trên, nhưng không biết rằng việc chấp hành nghiêm túc sẽ kéo dài được bao lâu hay đâu lại vào đó. Hiện nay, các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm tuyên truyền, vận động người dân và du khách không tập trung đông đúc tại phố cà phê đường tàu. Huyện Long Phú là địa phương sản xuất lúa chính của tỉnh Sóc Trăng. Hiện nay đang bước vào mùa khô và tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, đặc biệt là xâm nhập mặn. Vì vậy, ngành nông nghiệp huyện và các địa phương đang chủ động tăng cường các biện pháp phòng chống hạn mặn năm nay. Xã Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng là một trong những địa phương sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất khi có hạn mặn xảy ra vì thiếu nguồn nước, không đủ lượng nước tưới tiêu cho sản xuất. Nhằm ứng phó với tình hình xâm nhập mặn, hạn chế rủi ro, xã đang tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con chuyển một phần đất sang trồng rau màu để có thu nhập trong những tháng mùa khô và tăng cường các biện pháp phòng chống. Sản xuất lúa 3 vụ liên tục trong năm sẽ làm cho đất không được nghỉ ngơi để hồi sức, phù sa không vào đồng được, mất nguồn dinh dưỡng tự nhiên. Sau một thời gian, đất sẽ kiệt dinh dưỡng, dịch bệnh lưu hành quanh năm và chi phí sản xuất sẽ tăng lên. Tại thì ngành nông nghiệp thì khuyến cáo bà con nông dân thì không được sản xuất lúa vụ 3 bởi vì nó biến đổi khí hậu bất thường, không biết là lúc nào nó sẽ xâm nhập mặn. Tôi thấy cái mô hình dịch trời này thì có thể là chăn nuôi để mà thay đổi cái lúc mà nhàn rỗi mình không làm được vụ 3 đó. Thì như vậy thì nó sẽ là đem lại thu nhập cho cá nhân, cho bản thân mình. Năm nay các địa phương trong huyện đã tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đất lúa sang trồng cây ăn trái, bắp, hoa màu các loại và đều mang lại hiệu quả kinh tế cao. Việc quan tâm làm công tác thủy lợi để góp phần ngăn mặn, trữ ngọt, phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân. Vì hạn mặn rồi, không làm vụ 3 là rất tốt cho nông dân rồi. Sợ là vụ 3 làm vụ 3 có sa phèn rồi sâu rầy thêm. Tôi thì không làm vụ 3, để gia đình trước tôi thì nuôi thêm cái gà với vịt với heo đồ đó để phụ lại cái không làm vụ 3. Năm nay không sản xuất lúa vụ 3 nên là đại đa số người dân chấp hành làm 2 vụ nhằm là giảm bớt đi cái sâu bệnh và đồng thời là tăng đi cái chất lượng lúa gạo. Trên địa bàn huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, hiện có 30 cống trạm quản lý thủy. Huyện đã thực hiện tốt công tác theo dõi độ mặn để điều tiết nước hợp lý, vận hành các công trình thủy lợi, đảm bảo thực hiện tốt việc ngăn mặn,
trữ ngọt, phục vụ nhu cầu sản xuất sinh hoạt của người dân. Để đảm bảo cho việc tưới tiêu, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và chủ động thực hiện tốt cái công tác phòng chống hạn hán xâm nhập mặn trong thời gian tới, thì ban quản lý dự án đã phối hợp với phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện và ủy ban dân các xã thị trấn tiến hành rà soát, khảo sát các hệ thống thủy lợi nội đồng trên địa bàn huyện để nhằm tham mưu cho lãnh đạo có cái giải pháp đầu tư nâng cấp nạo vét các tuyến kinh bị bồi lắng, thì nhằm phục vụ tốt cho việc tưới tiêu và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên địa bàn huyện Long Phú ngày càng được tốt hơn. Trên địa bàn huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, tính đến nay, nông dân đã xuống giống được 3.800 ha lúa đông xuân muộn, lúa vụ ba. Hiện lúa đang trong giai đoạn mạ, đẻ nhánh, làm đồng và trổ bông. Tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn tiếp tục diễn biến theo chiều hướng gia tăng, có nguy cơ thiếu nước và gây thiệt hại cho người dân. Ở trạm giờ đo 4 điểm, tức là bến phà Đại Ân, cống Bà Sẩm và ngoài cống Cái Quanh với cống Cái Xe, 4 điểm đó. Mình cũng kiểm tra hàng ngày và thông tin cho bà con biết, một ngày 2 lần. Nếu mà có lên vượt mức trên 1 phần ngàn thì các cống đều đóng lại. Còn nếu mà dưới 1 phần ngàn thì tranh thủ lấy nước ngọt vô để giữ trữ cho bà con, phối hợp với phòng nghiệp để thông tin thêm về cái các trạm bảo vệ thực vật như là trạm khuyến nông, các chủ tịch ủy ban nhân các xã và phó tịch phụ trách chuyên môn để thông tin ra thêm cái cho bà con về hai cái độ mặn hay là cống đóng mở, lúc nào mặn lên thì cống đóng thì cũng thông tin cho bà con biết trước. Thì để chủ động trong phòng trừ hạn mặn của năm 2023 thì đối với ngành trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật cũng có một số khuyến cáo đối với bà con lưu ý. Đối với cái trà lúa thì cố gắng là tích trữ nước, tranh thủ những cái cơn nước mà lớn để mà bơm nước để mà trữ để hạn chế vấn đề khô hạn. Thứ hai nữa là trước khi bơm nước thì bà con cũng phải lưu ý là phải kiểm tra cái độ mặn cho đồng ruộng mình. Về phân bón thì đối với ngành chức năng thì bà khuyến cáo bà con nên sử dụng những cái dạng phân bón mà có hàm lượng lân cao và đặc biệt là những cái loại phân như là NPK 20-20-15. Thì đối với phân UG thì chúng ta nên hạn chế để tránh cái thất thoát cũng như cái bay hơi do cái nắng nóng. Ngoài ra thì đối với một số cây trồng như cây ăn trái và rau màu, trước xuống khi giống thì bà con cũng nên có cái vấn đề là tích trữ nước để mà đảm bảo đủ nước cho cái vườn cây ăn trái của mình. Và cũng nên chọn những loại cây ngắn ngày như là bắp hoặc là rau màu ngắn ngày để mà chúng ta phát triển để mà tăng cái thân nghề thu nhập trong thời gian hạn mặn. Phòng nông nghiệp cũng đã có một số cái giải pháp. Thứ nhất là thường xuyên kiểm tra và có cái kế hoạch đề xuất gia cố các cái bờ bao rồi các cái cống đập để mà ngăn mặn đảm bảo cái sản xuất cho bà con. Thứ hai thì tiếp tục là tuyên truyền vận động người dân làm thủy lợi nội đồng rồi tôn cao cái bờ bao để mà ngăn mặn rồi giữ nước ngọt. Rồi thứ ba là rà soát lại những cái khu vực mà thường xuyên xảy ra hạn mặn đó để mà có cái kế hoạch để mà phòng chống ứng phó, thường xuyên theo dõi cái tình hình thời tiết rồi khí tượng thủy văn thông báo kịp thời cho người dân để chủ động lấy nước bơm tưới phục vụ tốt cho cái sản xuất. Trong thời gian tới sẽ bước vào những tháng cao điểm mùa khô, như vậy hạn hán xâm nhập mặn sẽ diễn biến phức tạp, gây khó khăn trong sản xuất của người dân, ảnh hưởng đến chất lượng nước phục vụ nông nghiệp. Và trước tình hình như hiện nay, bà con cần tuân thủ những khuyến cáo của ngành chuyên môn để bảo vệ lúa, hoa màu, cây ăn trái của bà con đang canh tác trên địa bàn, hạn chế được rủi ro. Thưa quý vị, để tiếp tục tạo động lực cho nông nghiệp phát triển, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã ban hành nhiều văn bản để hỗ trợ phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, bền vững, nhất là việc hỗ trợ chuyển giao ứng dụng đổi mới công nghệ và hoạt động khoa học công nghệ phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Mộc Châu, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm từ nông nghiệp. Gia đình anh Phan Văn Tuyến làm nông nghiệp nhiều năm nay tại bản Tà Niết, xã Triềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Cuối năm 2022,
gia đình anh được dự án nông nghiệp thông minh vì thế hệ tương lai do chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc FAO hỗ trợ 150 triệu đồng làm nhà kính và trồng cà chua trên diện tích hơn 1.000 m2. Đến nay, mô hình đã bắt đầu cho thu hoạch. Theo đánh giá, nhờ được trồng trong nhà kính và áp dụng khoa học kỹ thuật từ khâu chăm sóc đến thu hoạch, nên sản lượng và chất lượng cà chua được nâng lên rõ rệt. Cũng nhờ chính sách hỗ trợ này, cũng đã giúp gia đình anh Tuyến chuyển đổi từ thói quen sản xuất truyền thống sang phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, giảm ô nhiễm môi trường và tăng thu nhập. Ngày trước mình làm thì đánh nhiều thuốc, phân nhiều, nước nhiều, nhưng mà nó chỉ được 50-50, còn một nửa là nó hỏng. Đấy, tại vì xương gió nó hỏng, nhưng mà từ ngày có cái nhà này là cũng vào 4-5 tháng rồi, nhưng mà là cũng đạt tiêu chuẩn này, 90% nhưng không phải. Dự án nông nghiệp thông minh vì thế hệ tương lai được triển khai tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La từ năm 2022. Đến năm 2024, sau gần 4 tháng triển khai, dự án đã hỗ trợ được 18 gia đình tại huyện Mộc Châu với tổng diện tích gần 2 hectare, tập trung chủ yếu tại xã Triềng Hắc và Phiên Luông của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Mục tiêu của dự án nhằm cải thiện việc sản xuất và tiếp thị rau nhà kính và áp dụng các giải pháp khoa học dựa trên các bằng chứng thực tế cũng như các phương pháp đổi mới công nghệ tiên tiến, đồng thời cung cấp cây giống, phân bón, dụng cụ kỹ thuật nông nghiệp chất lượng cao cho người hưởng lợi. Đến nay, các mô hình được dự án hỗ trợ đang phát triển tốt. Một số mô hình như cà chua, ớt chuông đã cho thu hoạch và mang lại thu nhập cao. Các chuyên gia cũng đánh giá chất lượng và sản lượng sản phẩm có thể đạt gấp 3-4 lần so với sản xuất ngoài trời. Vì vậy, có thể xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Trong thời gian tới đó là tiếp tục hỗ trợ cho bà con các cái hợp phần về các kỹ thuật công nghệ về bảo quản chế biến để ổn định chất lượng sản phẩm, đồng thời đa dạng hóa các sản phẩm từ các cái cây trồng và đến kết nối với thị trường tiêu thụ. Cán bộ kỹ thuật của chúng tôi sẽ cùng với bà con tiếp tục hoàn thiện và cải tiến để giúp cho các sản phẩm rau trên địa bàn có thể là nâng cao hiệu quả kinh tế của các sản phẩm rau trên thị trường. Để tiếp tục tạo động lực cho nông nghiệp phát triển, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã ban hành nhiều văn bản để hỗ trợ phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, bền vững, nhất là việc hỗ trợ chuyển giao ứng dụng đổi mới công nghệ và hoạt động khoa học, công nghệ phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Mộc Châu, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm từ nông nghiệp. Qua đó, góp phần đẩy mạnh nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân và từng bước xây dựng các sản phẩm, thương hiệu nổi tiếng từ nông nghiệp. Thấu hiểu nỗi khó khăn của đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, mỗi khi bị bệnh không có tiền thuê xe chở đi bệnh viện chữa trị, anh Nguyễn Minh Pháp, trú tại huyện Diên Khánh, đã tự nguyện dùng chiếc ô tô con của mình thực hiện các chuyến xe chở các bệnh nhân miền núi Khánh Vĩnh đến bệnh viện tỉnh Khánh Hòa. Có trường hợp bệnh nặng, anh phải chở đi vào bệnh viện Thành phố Hồ Chí Minh để chữa trị. Tất cả chi phí cho các chuyến chở bệnh nhân đều hoàn toàn miễn phí, kể cả công sức và thời gian. Những ngày qua, để cho người dân đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa không còn phải lo lắng khi bị bệnh, anh Nguyễn Minh Pháp, trú tại Diên Khánh, đã cho dựng một tấm biển lớn trên đường quốc lộ 27C với dòng chữ đưa đón người dân của 5 xã miền núi đi bệnh viện Nha Trang, Sài Gòn miễn phí. Bên dưới ghi đầy đủ số điện thoại của anh để khi cần cấp cứu, đồng bào sẽ gọi cho anh. Thời gian qua, anh Pháp đã nhận được nhiều cuộc gọi khẩn cấp và chở rất nhiều trường hợp bệnh nhân bị nặng cần cấp cứu đến bệnh viện tỉnh Khánh Hòa. Trong đó, có bệnh nhân quá nặng đã được anh chở vào bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả chi phí xe cộ, ăn uống, công sức lẫn thời gian đều hoàn toàn miễn phí. Ở cậu bà, người nào bệnh hoạn thì có nhiều ông Pháp chở gia đình này là chở đi bệnh viện tỉnh miết, chở về, chở xuống bệnh viện tỉnh. Còn có người đồng bào ở Cầu Bà cũng nhờ đi bệnh viện tỉnh, đi bệnh viện Sài Gòn. Có số gọi nó chở nhờ miễn phí, không có lấy tiền. Đó, đồng bào nhờ như vậy á, là nhờ ông Pháp á. Thì Minh Pháp làm cái việc là đưa đón bà con của 5 xã Cầu Bà, Giang Ly, Sơn Thái, Khánh Vĩnh, Liên Sang ở tại huyện Khánh Vĩnh. Bất kể thời gian, có thể đêm khuya 1, 2, 3 giờ sáng, nói chung phục vụ 24/24.
thì bà con nhờ mình thì mình sẽ có mặt là hoàn toàn miễn phí. Anh Pháp cho biết, chi phí chở bệnh nhân đi Sài Gòn và về khoảng 8 triệu đồng. Riêng bệnh nhân từ Khánh Vĩnh đi bệnh viện tỉnh Khánh Hòa cũng gần 1 triệu đồng. Tất cả chi phí trên đều hoàn toàn miễn phí. Và hiện số điện thoại của anh gần như có mặt hầu hết trong các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại 5 xã trên. Phần cuối chương trình mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát sóng trong ngày hôm nay. Sáng ngày 21 tháng 3, một đám cháy lớn đã xảy ra tại công ty sản xuất bánh kẹo ở xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Sau 2 giờ nỗ lực, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy dập tắt, khống chế hoàn toàn đám cháy. Sau đó tiếp tục làm nguội hiện trường nhằm ngăn chặn cháy bùng phát trở lại. Phản ánh của khán giả Như Ngọc có số điện thoại 0978 3 số cuối 421. Mới đây, một tàu chở hàng đã va chạm với cầu phao tại cầu phao Ninh Cường, thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, khiến một nhân viên của đơn vị quản lý vận hành cầu rơi xuống sông Ninh Cơ mất tích. Cơ quan chức năng địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm người gặp nạn, khắc phục sự cố, nối lại hoạt động tại cầu phao Ninh Cường, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ va chạm. Phản ánh của khán giả Minh Vũ có số điện thoại 0912 3 số cuối 950. Thời gian vừa qua, thực trạng khách du lịch tập trung quá nhiều tại phố Đường Tàu, phường Hàng Bông, phường Trần Phú, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội vẫn đang gây nhức nhối tới việc bảo đảm an toàn trên hành lang đường sắt. Để ngăn chặn tình trạng này, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã huy động lực lượng chốt trực, cấm toàn bộ khách và người dân chụp ảnh, tham quan trên con phố này. Tuy nhiên, có một thực tế đáng buồn là khi vắng bóng lực lượng chức năng, tình trạng nhốn nháo tụ tập lại xuất hiện. Phản ánh của khán giả Tuấn Anh có số điện thoại 0964 3 số cuối 598. Huyện Long Phú là địa phương sản xuất lúa chính của tỉnh Sóc Trăng. Hiện nay đang bước vào mùa khô và tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, đặc biệt là xâm nhập mặn. Vì vậy, ngành nông nghiệp huyện và các địa phương đang chủ động tăng cường các biện pháp phòng chống hạn mặn năm nay. Hiện lúa đang trong giai đoạn mạ, đẻ nhánh, làm đồng và trổ. Tình hình hạn hán, thiếu nước xâm nhập mặn tiếp tục diễn biến theo chiều hướng gia tăng, có nguy cơ thiếu nước và gây thiệt hại cho người dân. Phản ánh của giả Bùi Hải Đăng có số điện thoại 0868 3 số cuối 174. Với sự hỗ trợ về vốn, kỹ thuật, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Mộc Châu, Sơn La đã xây dựng được mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Để tiếp tục tạo động lực cho nông nghiệp phát triển, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã ban hành nhiều văn bản để hỗ trợ phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, bền vững, nhất là việc hỗ trợ chuyển giao ứng dụng đổi mới công nghệ và hoạt động khoa học, công nghệ phát triển trên địa bàn huyện Mộc Châu, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm từ nông nghiệp. Phản ánh của khán giả Minh Đức có số điện thoại 0318 3 số cuối 729. Thấu hiểu nỗi khó khăn của đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, mỗi khi bị bệnh lại không có tiền thuê xe chở đi viện chữa trị, anh Nguyễn Minh Pháp, trú tại huyện Diên Khánh, đã tự nguyện dùng chiếc ô tô con của mình thực hiện các chuyến xe chở các bệnh nhân miền núi Khánh Vĩnh đến bệnh viện tỉnh Khánh Hòa. Có trường hợp bệnh nặng, anh phải chở đi vào bệnh viện Thành phố Hồ Chí Minh để chữa trị. Tất cả chi phí cho các chuyến chở bệnh nhân đều hoàn toàn miễn phí, kể cả công sức và thời gian. Phản ánh của giả Vũ Văn Hội có số điện thoại 0904 3 số cuối 914. Chương trình Góc nhìn khán giả xin được khép lại. Nếu có thông tin hình ảnh cần chia sẻ, quý vị có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 881414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.